Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay, tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Tin từ Mexico cho biết là 94 người di cư lậu suýt chết ngạt trong một chiếc xe tải Tin chi tiết cho biết là giới chức tại tiểu bang Veracruz cho biết rằng có ít nhất là 94 người di cư đã thoát ra khỏi một chiếc xe tải hàng bị bỏ lại trên cao tốc trước khi bị chết ngạt lãnh đạo văn phòng các vấn đề về người di cư ở tại Verasco thuộc miền trung của Mexico là ông Carlos Enrique Escalante cho biết rằng nhóm người di cư đã phải đục các lỗ trên xe để tìm cách thoát ra ngoài. Một số người còn tìm lối thoát bằng cách trèo qua nóc. Ông Escalante cho biết là một số người di cư đã bị thương khi nhảy từ nóc xe, nhưng đa phần là những vết thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. Dân địa phương ở gần thị trấn Akayukan đã nghe thấy tiếng động và đã trợ giúp mở thùng xe. 94 người di cư lậu chủ yếu đến từ các quốc gia Honduras, Guatemala và El Salvador. Trong đó có nhiều trẻ em sau đó đã được giao cho cơ quan quản lý nhập cư của Mexico. Vận chuyển người di cư lậu trên những chiếc xe tải, chật chội, ngột ngạt là một trong những phương pháp nguy hiểm nhất thường được những kẻ buôn lậu người ở Mexico sử dụng. Sự việc ở Mexico gợi lại thảm kịch về người di cư lậu hồi tháng trước tại thành phố San Antonio thuộc Texas, sau khi 53 người bị thiệt mạng vì bị bỏ lại trong một chiếc xe container, các nạn nhân này dường như là được rắc ra vị bí Tết để át mùi người trong quá trình vận chuyển. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, khoảng 6.430 người di cư không có giấy tờ đã bị thiệt mạng hoặc là bị mất tích trên đường tới Hoa Kỳ tính từ năm 2014 cho đến nay. Trong số đó có 850 người là nạn nhân của các vụ tai nạn xe cộ hoặc là liên quan tới phương tiện vận chuyển nguy hiểm. Sao qua bản tin đến từ Bá Linh cho biết là nước Đức đang dự trữ năng lượng cho mùa đông. Nhiều thành phố tại Đức đã quyết định ngừng cung cấp nước nóng, giảm mức nhiệt sưởi ấm tối đa và tắt đèn tại những công trình công cộng đóng góp một phần vào nỗ lực cắt giảm tiêu thụ năng lượng theo đài truyền hình RT Giới chức của thành phố Hanover đã yêu cầu khóa van nước nóng tại các tòa nhà công cộng của thành phố, trong đó có phòng thể thao, hồ bơi. Tính từ ngày 25 tới tháng 7, nhân viên tại những địa điểm đó cũng sẽ phải rửa tay bằng nước lạnh trong giờ làm việc theo một quy định mới. Bên cạnh đó thì giới chức quy định nhiệt độ trong phòng tối đa ở các tòa nhà công cộng chỉ giới hạn là ở mức 20 độ C. Tại các phòng tập thể thao thì nhiệt độ không được vượt quá 15 độ C. Hệ thống sưởi ấm cho mùa đông trong các tòa nhà thị chính chỉ được hoạt động lại từ ngày 1 tây tháng 10 năm 2022 cho đến hết ngày 31 tây tháng 3 của năm 2020. 23 và giới chức của nước Đức cảnh báo ngoài thời gian này thì chúng tôi sẽ không cung cấp hệ thống sưởi văn bản hướng dẫn của chính quyền địa phương về tiết kiệm năng lượng còn bao gồm là tắt đài phun nước tắt đèn bên ngoài bảo tàng thành phố tòa thị chính và các tòa nhà công cộng khác các biện pháp nói trên đã được triển khai trong bối cảnh thành phố phát động một chiến dịch giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng để chuẩn bị cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung vào mùa đông sắp tới đây, các nhà chức trách của thành phố cho biết là họ muốn chuẩn bị sẵn sàng thay vì phản ứng bị động. Thành phố Hanover không phải là một thành phố duy nhất của nước Đức thực hiện một số các biện pháp tiết kiệm năng lượng trước mùa đông. Ngoài ra thì có thành phố Düsseldorf cũng đã lên một kế hoạch giảm nhiệt độ sưởi ấm cho hai mùa thu và mùa đông để dự trữ năng lượng. Thủ đô Bá Linh cũng sẽ bắt đầu tắt đèn khoảng 200 công trình lịch sử như là nhà hát lớn quốc gia, nhà thờ Bá Linh, cung điện Schattenberg, thòa thị chính vào buổi tối. Thời gian dự kiến thực hiện chính sách tắt đèn này kéo dài khoảng 4 tuần. Vào đầu tuần, thì Tổng thống Frank Walter Steinmeier đã cho biết ông muốn làm gương trong một chiến dịch tiết kiệm năng lượng lần này và sẽ tắt đèn ở phủ Tổng thống vào buổi tối. Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz trong nhiều tuần qua cũng đã kêu gọi nỗ lực của quốc gia nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá khí đốt và xăng dầu tăng cao vì xung đột tại Ukraine. Tiếp nối là bản tin kinh tế liên quan đến châu Âu tin chi tiết cho biết là nền kinh tế trong khu vực đồng tiền chung euro tăng trưởng vượt dự kiến theo cơ quan thống kê liên minh của châu âu gọi tắt là eurostat Tổng sản phẩm quốc nội GDP của 19 quốc gia trong khối Eurozone đã tăng 0.7% trong quý 2 của năm 2022, là cao hơn dự đoán trước đó của các nhà phân tích. Các quốc gia phụ thuộc vào du lịch thậm chí còn cho thấy khả năng phục hồi tốt hơn với Pháp và Tây Ban Nha đã tăng trưởng vượt dự kiến nhờ vào lượng du khách đổ về các điểm đến hàng đầu thế giới. Trong quý vừa kết thúc thì kinh tế của Pháp và Tây Ban Nha tăng trưởng lần lượt là và 1.1% so với các quý trước đó. Tuy nhiên, các nhà phân trí tích đã cảnh báo rằng sự thúc đẩy từ lĩnh vực du lịch sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và tất cả các quốc gia đều phải đối mặt với thách thức lớn để duy trì tăng trưởng trong nửa cuối năm nay. Nhà kinh tế tại Công ty Nghiên cứu Kinh tế mang tên Capital Economics có trụ sở tại London là ông Andrew Cunningham ông cho rằng số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến không làm thay đổi thực tế rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng sâu sắc đi cùng với đà tăng của lạm phát và lãi suất có khả năng đẩy khu vực này rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế trong cuối năm nay quỹ tiền tệ quốc tế imf cũng cảnh báo rằng đức là một đầu tàu của nền kinh tế châu Âu, sẽ là một quốc gia đối diện với nguy cơ cao nhất trước cuộc xung đột tại Ukraine. Các nhà kinh tế đều nhấn mạnh rằng triển vọng của nền kinh tế châu Âu trong những tháng tới rất thiếu chắc chắn vì xung đột này. Tin từ Ukraine cho biết là Tổng thống Zelensky giám sát về việc chuyển ngũ cốc lên tàu hàng. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã thân trinh đến hải cảng Chonomorsky để giám sát về việc chuyển ngũ cốc lên một con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 29 tháng 7. Số ngũ cốc này dự kiến sẽ xuất cảng trong một vài ngày sắp tới đây. Tổng thống Zelensky cho biết rằng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi đã gửi mọi tín hiệu đến các đối tác của mình là Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội của Ukraine cũng sẽ bảo đảm an ninh khi ông đang đứng trước con tàu chở hàng có tên là Polanet của Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tấn xã Reuters cho biết là nhà lãnh đạo của Ukraine cũng đã thân chinh đến tận cảng Chonomorsky trong ngày 29 tháng 7 cùng với các đại sứ của các quốc gia trong khối G7. Đây là một trong hai hải cảng chính được dùng để tập trung ngũ cốc xuất cảng ở miền Nam Ukraine, tổng thống Ukraine cho biết rằng việc xuất cảng ngũ cốc sẽ bắt đầu với một số con tàu đã được chất sẵn hàng nhưng đã bị kẹt lại vì cuộc tấn công và phong tỏa của Nga trên biển Đen. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine ông Oleksandr Kubachok cho biết rằng có 17 con tàu đã có sẵn ngũ cốc trong khoang và đã sẵn sàng lên đường sớm nhất là vào cuối tuần này. Theo ông Zelensky, các con tàu này sẽ rời cảng ngay khi Thổ Nhĩ Kỳ báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng. Chính quyền Kiev kỳ vọng về việc đối lại xuất cảng sẽ giúp đem về 10 tỷ Mỹ Kim cho 20 triệu tấn ngũ cốc. Đây là một số tiền không nhỏ cho nền kinh tế của Ukraine vốn đang gặp nhiều khó khăn vì chiến sự. Kiev đã cáo buộc mặt tư khoa giải thủy lôi bên ngoài các hải cảng của nước này, khiến cho các con tàu chở ngũ cốc không thể rời khỏi hải cảng. Nhưng phía Nga thì khẳng định là chính Ukraine đã làm như vậy, Việc các con tàu chở ngũ cốc bị mắc kẹt đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt lương thực trên toàn cầu, vì Ukraine là một trong các quốc gia xuất cả ngũ cốc hàng đầu trên thế giới. Tuần trước thì một thỏa thuận bảo đảm an toàn cho các con tàu chở hàng đã được các đại diện của Nga, Ukraine, Liên hiệp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết. Theo đó, thì các con tàu chở ngũ cốc đến và đi từ Ukraine sẽ được kiểm tra khi cần thiết để bảo đảm chúng không chở vũ khí như là Nga lo ngại. Việc kiểm tra sẽ do Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vì nước này kiểm soát eo biển chiến lược nối liền Biển Đen và Địa Trung Hải. Tin từ Thái Lan cho biết là quốc gia này trả lại 130 tấn rác thải cho Úc theo thông tin trên tờ Bangkok Post nhẫn nguồn tin từ các cơ quan kiểm soát ô nhiễm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cho hay rằng, họ đã phát hiện được 130 tấn chất thải được nhập cảng một cách trái phép từ Australia tại hải cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi. Lô chất thải này sẽ được gửi về nơi xuất phát do chính sách của Thái Lan không chấp nhận nhập cảng rác thải như vậy. Giám đốc của cơ quan kiểm soát, ông Atapon Charochansa, cho biết là ông đã được lực lượng hải quân gọi đến để kiểm tra 5 chiếc container chứa đầy các hàng hóa đáng ngờ. Qua quá trình kiểm tra thì giới chức đã phát hiện ra các container này chứa rác thải sinh hoạt, thí dụ như là túi thực phẩm, khẩu trang, thuốc vân vân. Bên cạnh đó thì có giấy vụn trong đó rác thải sinh hoạt là một mặt hàng đã bị thái lan cấm nhập cảng chiếm khoảng một phần ba lượng hàng được chuyển đến lô rác thải nói trên thuộc về công ty giấy interpacific chúng được chuyển từ úc đến thái lan để làm nguyên liệu thô cho một nhà máy tại tỉnh prachinburi theo hợp đồng thì công ty nói trên phải bảo đảm các mặt hàng ô nhiễm không chiếm quá một tổng khối lượng nhập cảng doanh nghiệp vi phạm đã chấp nhận sai sót và đồng ý tuân thủ quy trình pháp lý. Công ty cho biết là chúng tôi sẽ yêu cầu công ty gửi lô hàng trở ngược về Australia. Cơ quan hải quan của Thái Lan sẽ có một động thái pháp lý đối với công ty này. Và ông Atapon cho hay, cơ quan của chúng tôi cũng sẽ làm việc với cơ quan ngoại thương để gửi cảnh báo tới doanh nghiệp làm rõ ràng đất nước chúng tôi không có chính sách chấp nhận mọi loại rác thải sinh hoạt. Ông Ataporn cũng khẳng định là Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan sẽ sớm áp đặt một quy định cấm nhập cảng rác thải nhựa trừ khi chúng có ích cho các ngành công nghiệp tại địa phương. Số nhà máy tái chế nhựa tại Thái Lan cũng sẽ bị hạn chế. Và tiếp theo đây một lần nữa là phần tục đi thương mại.